Và Trân Trân lại về thăm mẹ. Mẹ cũng hoàn cảnh rất là đặc biệt, mà lâu lắm rồi Trân cũng chưa được dịp về thăm mẹ. Là mẹ hội ở thôn Già Lê Chánh, mẹ nghe đáng gọt. Nhưng mẹ đáng đáng đây, có người con tâm thần. Con chào mẹ. Ừ, chào cô. Dạ, mẹ đáng gọt. Đáng gọt. Bữa nay mẹ con đang à mẹ? Con. Dạ. Đáng thường tiên. Dạ. Kiếm được mấy rồi mẹ? Hả? Cho mẹ năm ngoại dân gặp mẹ mà. Thầy mẹ la nữa. À, bữa nay tuổi yếu. Dạ. 90 rồi. Dạ. Ừ. Năm ngoại con ghẻ thăm mẹ là mẹ tâm chuyện nó. Đó, uống xong rồi chứ là con vợ là. Dạ thì cô về thăm mẹ nhiều lần. Cứ gần ngàn cần yếu cho ra. Dạ, mà chứ nhiều khi hằng tròn ứng nằm. Mà nằm cũng giảm nằm nhiều. Ờ, nhiều nằm nhiều quả là sợ chết. Dạ. Nằm không quả thì ba lâm thẳng lâm dài với cái năm mai rồi đồ đau. Dạ. Thì cố gắng gì? Cố gắng gì mà đó. Mẹ con đáng đây. Còn đáo chứ, đáo chứ. Cũng người cũng tròn chứ, cũng người đúng chứ. 90 rồi, con chứ nữa. Dạ. Mà phải làm. Phải làm. Nuôi con. Nuôi con. Để chứ người con. Đau. Người con của mẹ mất rồi. Mới đó, có hai đứa, một đứa ngồi ngoài đi. Dạ. Một cái thằng, thằng hạng đi cả ngày. Chứ đi thằng rồi. Nữa là hạng tôi đang hạng tự người nó ở chỗ ở nè. Rồi. Là cháu thằng đều thuộc này. Và chứ phải cái con bọc để xin này cho. Mà chứ là thằng đi mất rồi không biết nè. Mà thằng tạm quá ngay nè. Mà uống nước quá tái nè. Mà phải làm phất đi luôn. Phất ô trong luôn lắm chứ. Có hôn dưới trời. Không mì. Đến đây là chị. Đến đây là chị. Anh ở đây anh bị hàng lọt. Tâm thân thần kinh cũng mấy chục năm rồi. Cô bây giờ mì già mà phải lo cho anh này cho nên phải đang từng bức gót. Đúng. Để mà bán. Một bức như đi là mê bữa trước, năm ngoái là mê kiếm được mấy chục. Bức chỉ là cả chục là bạn được 100 quả không ngon. Bạn được 100 quả không ngon. À 180 ngàn. Món hồi lại rồi. Không, 180 ngàn. Gần 200, một cuộc tẩm, đó 10 tẩm á, được 200. Nhưng mà, 10 tẩm là gần 200. Gần 200, 180. Là 10, một tẩm 18 ngàn. 10 tẩm hả? Mười mười tẩm nó trăm tẩm. Mười cố rồi mười lấy túi được không mấy mấy tẩm. Không được 500. Dạ. Không mấy bộ không mấy tẩm. À. 500 mà đáng hâm bụng tẩm nghĩ là bao lâu đấy. Dạ. Đáng nghĩ là khi sạm chưa đi chạy. Con vuột nữa, con vuột và nguyên con liệu. Con chạy nữa. Đi gắn về nè. Rồi gắn nửa về. Chặt nó chạy, dâm cái này, dâm cái chạy nó rong đi. Rồi lại, chứ đó. Phơi rồi chứ nữa rồi mới đang mà kiếm một tấm như vậy là họ trả tiền công cho mẹ là 18 ngàn. Mẹ lắm, mẹ lắm, mẹ bỏ lại cho họ. Dạ, dạ. Thôi, hồi đánh rồi, hồi đánh tấm rồi. Úi chào, để cái tay ra. Đây, cái đôi chân giọng mẹ đi gánh hàng ngày đây. Rất là tội. Có thêm một người con cũng... Tức là mẹ có hai người con cũng bình thường là một anh hồi nãy và thêm một chị đây nữa là cứ ngồi cười cả ngày đi thôi. Đó. Tuổi già đáng lẽ được con được cháu chăm sóc lo lắng nhưng mà đằng này mẹ thì phải ngược lại lo con từ nhỏ cho đến cái tuổi mà gần đất xa trời rồi vẫn con cứ tạo tầng để mà lo từng miếng ăn cho con từng bữa ăn mà con thì được bình thường tiếng nói gì cho con đang nay con thì cũng chỉ biết ăn và chạy mẹ phải đi kiếm à, ở những cái clip trước thì Trân gọi là về giúp đỡ mẹ thấy nhà hảo tâm giúp đỡ mẹ những bữa ăn mùng năm thì gặp mẹ là ăn rất là cực khổ à, được món chí ngon thì để dành cho cái người con trai của mẹ và mẹ bạn gọt phải mua thuốc cái anh hụt nữa thi thoảng đã chờ buông còng rau bạn lại cầm ngô chị này cũng biết chị cũng phải 50 mấy tuổi nữa đây bây giờ cứ ngồi quà và cười thôi. Thương gì là mẹ
Chứ hôm nay gặp lại con mẹ thấy vui chưa? Ôi chào cô đẹp gái quá. Dạ. Con cảm ơn mẹ nghe. Ôi chào. Nghe đẹp gái là con sướng nhất đúng không? Phong đẹp gái thiệt. Dạ. Chúc sức khỏe gì luôn ạ. Dạ. Sức khỏe vui vẻ khỏe mạnh ạ. Dạ. Thật chưa tôi chúc ông cô đời này luôn ạ. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Ừ. Dạ. Con cùng câu chúc cho mẹ sức khỏe. Câu gì nữa? Đó. Sức khỏe là khỏe mạnh là vui vẻ khỏe mạnh là đó thái sướng cho vui vẻ và khỏe mạnh nữa đó hạnh phúc nữa phải sướng khổ chào quả bê quả bê luôn mẹ có mong cho mẹ sức khỏe mẹ hết rồi tôi cảm ơn nghe ní là có niềm vui là có cô Liên ở Sài Gòn gửi con mang về cho mẹ 500 quốc giúp mẹ 500 là mặc túi cô công cái mà chụp cháu tư hình đấy à đây dạ dạ cho mẹ xúc động quá thực sự là Trấn rất là xúc động mẹ cho nên cứ thi thoảng về thăm mẹ rất động cảm ơn nhưng mà được vừa rồi cũng lâu cũng mấy tháng rồi ha cũng về thăm mẹ giờ được mang số tiền của cô Liên con cũng rất là vui khi thấy mẹ được có tiền trang trải mẹ ngay răm mẹ thôi được rồi răm răm đại răm ra nhớ rồi dạ tới muộn chuyện rồi dạ chào tôi mẹ đáng biết bao nhiêu tầm gọt đây thôi tôi cảm ơn cái cô Liên nữa nè vì là cảm ơn cô có cô Liên mà có thầy cô mà có cô mà có thằng tôi tôi có sức khỏe vui vẻ khỏe mạnh nè con cảm ơn mẹ nhiều lắm mẹ giữ gìn sức khỏe đáng vừa thôi có tiền chứ mẹ mua chỉ có ngon về ăn để cho con vui cô Liên vui được mai ngủ cũng về cũng thăm mẹ tiếp rồi tôi gọi cô tôi gửi lời cô thăm cô Liên đưa cô dặn dừng cho cái để hồi con nhận là cô là có mẹ bồ đằng gót là có nhận được qua cô Liên rồi đó đằng có cô Liên rồi nói Trấn nha nhận lại cả với cô Liên đó dạ là có cô Liên mà có tại cô mà có tại tôi cảm ơn thôi mẹ mua chín không ngon ăn bồi dưỡng nghe có sức khỏe mẹ mới lo cho hai người con được nên mẹ cố gắng con hy vọng là sẽ được về thăm mẹ nhiều lần và có quà cho mẹ rất đúng cảm ơn dạ được rồi dạ chào tôi đi tôi quả mừng rồi cháu tôi không quả tôi quả mừng rồi dạ ôi chào tôi đang mày thẳng tại trời ơi được không học bây giờ cùng mình hấm bụng chung cột mà đang cũng cho đang có hơn thẳng rồi đúng rồi 24 tấm nó đang hơn thẳng đâu ngay mà có sức khỏe mà đang cả tấm đó nhiều khi thường cho nam vừa lợn nam cũng làm năm nhiều nhiều thì sợ nam chặt lộ chị chứ đúng ngay lo cho con hai lo cho con cô người gái hồi năm mà cũng còn việc kiếm với cái đan đó chị chạy chứ đó còn có bao đấy nhí thôi mẹ đừng nghĩ tới những cái điều buồn nữa mẹ cứ ăn cho ngon rồi cứ tôi có sức khỏe cứ ngay mới đó không về nữa về nữa được rồi và qua cho mẹ là con vui là mẹ vui một con vui hai vui ba chào A Di Đà Phật dạ A Di Đà Phật rồi mẹ được rồi A Di Đà Phật con mẹ đang vui chi ăn ngon được đúng dạ A Di Đà Phật